Xin chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách giải câu này bằng máy tính Casio. Đầu tiên chúng ta viết nguyên cái cục phương trình này vào máy. Shape sơ cái cục này. Mình chọn 1.2 đi. Thì chúng ta ra số 3. Bây giờ chúng ta tìm nghiệm thứ hai. Chúng ta đẩy cái cục này sang bên trái, chúng ta sẽ có dấu trừ. Shape sơ cái cục này. Mình chọn 1.2. Chúng ta ra số này, chúng ta nhấn lưu trữ lại. Bây giờ chúng ta lấy A cộng cho 3. Thì chúng ta ra số này. Và số này chính là câu D. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình.